Dạ. À, ngoài việc hạ sốt cho con thì có một số mẹ cũng dùng các cái phương pháp dân gian như là lấy lá dại giúp cá hay là nước ép tỏi chẳng hạn cho con uống, thì liệu là những cái phương pháp đấy đã đúng chưa? À, cái lá nhỏ nồi, lá diếp cá, còn những nồi là một số nước lá kim ngân thì hoàn toàn có thể dùng cho những trường hợp mà đứa trẻ sốt không cao. Sốt mà như khi nãy chúng ta vừa trao đổi, tức là nếu mà những cái cảm lạnh thông thường thì có thể dùng được. Tuy nhiên là nếu sốt cao thì chúng tôi cũng thấy là nên phải dùng thuốc để cho nó bảo đảm cái hiệu quả chắc chắn để nó không gây ra biến chứng. Dạ vâng, tức là dưới khoảng dưới 38 độ 5 là có thể dùng với những cái phương pháp.